Kính mời quý vị khán giả theo dõi bản tin thế giới trưa 10 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay đưa tin, nước này đã thể hiện sức mạnh quân sự của mình bằng vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, nhiên liệu rắn mới có tên gọi là Kwasong-19. Triều Tiên cùng quân đội các nước Hàn Quốc và Nhật Bản hôm qua đã theo dõi đường bay của tên lửa do Triều Tiên bắn vào không gian trước khi nó rơi xuống vùng biển nằm giữa Nhật Bản và Nga. Cả ba nước sau đó cho biết tên lửa đó đã bay cao hơn bất kỳ tên lửa nào trước đây của Triều Tiên. Riêng KCNA hôm nay ca ngợi đó là tên lửa chiến lược mạnh nhất thế giới. Theo KCNA, phát biểu trong khi giám sát vụ phóng nhà lãnh đạo Kim Chân Un đã tuyên bố, loại ICBM mới đã chứng minh trước thế giới rằng chúng ta đã giành được vị thế bá quyền trong việc phát triển và sản xuất vũ khí hạt nhân. Cũng như nhiều ICBM tiên tiến khác của Triều Tiên, Wasong-19 có tầm bắn, có thể tấn công gần như bất kỳ nơi nào ở Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken ngày hôm qua cho biết Israel và Liban đang tiến tới việc hiểu rõ những gì cần thiết để thực hiện một nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Đây được coi là cơ sở để chấm dứt xung đột hiện tại. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết 1701 vào năm 2006 với mục đích duy trì hòa bình tại biên giới giữa Liban và Israel. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, ông Blinken cho biết, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng chúng ta có sự rõ ràng cả từ Liban và Israel về những gì cần thiết để thực hiện hiệu quả nghị quyết 1701. Ông Blinken đồng thời thông báo, tôi có thể nói với các bạn rằng dựa trên chuyến đi gần đây của tôi tới khu vực này, công việc đang được tiến hành, chúng tôi đã đạt được tiến triển tốt về những hiểu biết đó. Theo ông Blinken, mặc dù đã đạt được tiến triển tốt, nhưng các bên vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông Philip Lazzarini, người đứng đầu cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, anh qua cho biết Ngày hôm qua, xe ủi đất của Israel đã phá hủy văn phòng của cơ quan này tại khu trại Nusam ở bờ Tây. Trên nền tảng mạng xã hội X, ông Lazzarini cho biết văn phòng của anh qua ở Nusam đã bị hư hại nghiêm trọng và không còn sử dụng được nữa. Lực lượng phòng vệ Israel đã ra tuyên bố phủ nhận trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với tòa nhà. Theo tuyên bố của IDF, một số chiến binh đã đặt thuốc nổ gần các văn phòng của anh Hoa, sau đó kích nổ nhằm gây hại cho quân đội IDF, nhưng vụ nổ có khả năng đã gây hư hại cho công trình. Thông tin về thiệt hại của anh Hoa được đưa ra vài ngày sau khi Israel thông qua luật cấm anh Hoa hoạt động tại quốc gia này. Luật này có thể ảnh hưởng đến công việc của anh Hoa tại Gaza đang bị chiến tranh tàn phá. Theo dữ liệu được công bố ngày hôm qua, có hơn 62 triệu người Mỹ chiếm gần 40% tổng số cử tri đủ điều kiện đi bầu đã bỏ phiếu sớm khi còn 5 ngày nữa là đến ngày bầu cử chính thức. Các số liệu từ công cụ theo dõi phòng thí nghiệm bầu cử của Đại học Florida cho thấy có 62,7 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu qua thư hoặc trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Không giống như năm 2020 khi Mỹ đang trong đại dịch COVID-19, nhiều cử tri năm nay đã chọn bỏ phiếu trực tiếp hơn là bỏ phiếu qua thư. Trong đó, bang Georgia đã ghi nhận kỷ lục mới với hơn 3,5 triệu người bỏ phiếu sớm, chiếm 45% số cử tri đã đăng ký tại bang này. Theo các quan chức, tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm tại bang Georgia có thể sẽ còn tăng lên tới 70%. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, ứng viên tranh cử Đảng Dân chủ, bà Kamala Harris và ứng viên tranh cử Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Donald Trump đang có tỷ lệ cử tri ủng hộ rất sát sao. Đội chống khủng bố của cảnh sát Hy Lạp đang điều tra vụ nổ lớn xảy ra hôm qua khiến một căn hộ ở khu chung cư quận Ambeloskibi ở trung tâm Athens bị phá hủy. Người phát ngôn của cảnh sát Dipmo cho biết các chuyên gia về chất nổ đang điều tra hiện trường vụ nổ tại một tòa nhà chung cư ở quận Ambeloskibi. Theo bà, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định trong khi người phụ nữ bị thương chưa thể hỗ trợ nhà chức trách do vết thương nghiêm trọng. Vụ nổ đã phá hủy nhiều phần tường của căn hộ và làm hư hại các tài sản ở xung quanh. Những nghi ngờ ban đầu rằng vụ nổ là do rò rỉ khí ga vẫn chưa được xác nhận. Các nhà chức trách hiện đang xem xét khả năng một thiết bị nổ đã vô tình phát nổ trong căn hộ. Đài phát thanh truyền hình quốc gia Hy Lạp đưa tin có ít nhất một khẩu súng lục được tìm thấy trong căn hộ. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin số người chết vì lũ quét ở nước này đã tăng lên 158 trong khi các đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Theo nhà chức trách, các cộng đồng ở một số vùng vẫn đang phải vật lộn với trận lũ lụt bất ngờ do bão, kéo dài từ hôm 29 tháng 10 và còn nhiều người vẫn mất tích. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phố Valencia với những trận mưa liên tục như trút nước, làm ngập các ngôi làng, quét trôi nhiều phương tiện và gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng. Chỉ riêng thành phố này đã có 155 người thiệt mạng do bão lũ. Vua Philip 6. Cảnh báo tình trạng khẩn cấp hiện vẫn chưa kết thúc, đồng thời tuyên bố tổ chức 3 ngày quốc tang cho các nạn nhân. thứ tướng Pedro Sanchez đã đến thăm trung tâm chỉ huy khẩn cấp ở ngoài ô Valencia. Tại đây, ông cam kết sẽ đưa ra biện pháp giúp đỡ người dân hiệu quả, đồng thời kêu gọi mọi người ở yên trong nhà do dự báo tình hình bão lũ vẫn diễn biến phức tạp. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin thế giới trưa 10 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.